Tại vì em bị mất niềm tin phụ nữ, tội nghiệp lắm anh. Mất niềm tin, phụ nữ nào lại mất niềm tin gì? Dạ người yêu cũ của em, làm gì mà mất niềm tin? Bỏ em đi quen sếp của em, quen được mấy năm mà bỏ quen sếp của em, dạ được 2 năm rồi. Em có làm gì không đúng như nào em bỏ em chứ? Em cũng không biết anh. Thực sự thì em cảm thấy mình cũng bình thường như mọi người thôi mà. Thà ví dụ người ta sẽ nói trực tiếp với em á, em không tức cái này người ta âm thầm bỏ em luôn, bỏ em luôn. Dạ em tên là Thùy Vân, năm nay em 29 tuổi. Rồi bây giờ mình chờ bạn nam của mình ra nha. Rồi xin mời. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Đình Luật ạ. Luật? Dạ đúng rồi, dạ cháu ba đời của Nguyễn Đình Chiểu. Khoái khoái. Khoái. Dạ. Tới đây làm cái gì? Dạ tới kiếm vợ anh ơi. Đó giờ có vợ chưa? Dạ chưa, người yêu bỏ em cách đây cũng 5 năm. Người yêu mình mà kêu người yêu mình nó bỏ. Thì bây giờ bỏ mình kêu nó thôi chứ sao giờ. Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Tự nhiên bỏ kêu nó sao được? Dạ không phải anh, cái gì nó có nguyên nhân của nó hết á. Tại vì em bị mất niềm tin phụ nữ. Tội nghiệp lắm anh ơi. Mất niềm tin? Dạ. Phụ nữ nào làm em mất niềm tin gì em? Dạ người yêu cũ của em. Làm gì mà em mất niềm tin? Bỏ em đi quen sếp của em. Quen em được mấy năm mà bỏ quen sếp của em? Dạ được 2 năm anh. Em có làm gì không đúng với người ta nó mới bỏ em chứ? Em cũng không biết nữa anh. Thực sự thì em cảm thấy mình cũng bình thường như mọi người thôi. Mà thà ví dụ người ta có thể nói trực tiếp với em á, thì em không tức. Cái này người ta âm thầm bỏ em luôn. Bỏ em luôn? Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ nay em 29 tuổi anh. Em làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang là sinh viên. Tại vì lúc trước em học dược sĩ trung cấp ra rồi, sau đó em làm được 3 năm. Hiện tại em đang liên thông đại học. Dạ em học năm thứ 2. Bây giờ là học không thôi hay là vừa học vừa làm? Dạ em học không, học không thôi. Không có bạn trai bao lâu rồi? Hơn 4 năm. Sở trường của mình, điểm mạnh, điểm yếu gì của mình chẳng hạn? Điểm mạnh, em có thể hát được. Dạ đúng rồi. Mình hát một đoạn nào cho các bạn. Nhưng mà em hát coi nhạc buồn không à? Kệ nó, buồn gì thì hát đi. Em xin hát bài Chỉ là em giấu đi. Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn, thì có lẽ em sẽ chẳng mang điều gì nữa mà không. Hồi lòng mình cũng cơn mưa. Nếu anh có về, em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra, vờ như thiếu anh, cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả. Chỉ là em giấu đi. Bạn cảm nhận thế nào giọng hát của bạn nữ bên kia? Dạ chắc chiều nay em rủ, em mời bạn đi hát karaoke. Em hát được không mà rủ? Dạ cũng được anh. Hát về nhạc gì, dòng nhạc gì? Nói chung bây giờ nhạc nào em hát cũng được, nhưng mà em chỉ thích là nhạc hơi mạnh một xíu. Rock đi. Rồi lỡ làm câu rock mạnh luôn đi. Dạ. Lỡ rồi đứng lên. Giữ luôn. Dạ. Nóng luôn. Bên kia hát nhẹ nhàng mỏng lét, mình hát dày lên nha. 2, 3, bắt đầu. Vô. Từ từ anh. Để em giới thiệu đã. Rồi giới thiệu đi. Sau đây mình xin trình bày một nhạc phẩm được mang tên Nếu điều đó xảy ra của nhạc sĩ Ngọc Châu. Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá ban, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Oh yeah, yeah, yeah. Em xa anh vẫn cô đơn. Yeah. Nhảy lên. Anh xa em dù gần, con tim ta như đá lạnh bút giá. Anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong ban giá. Oh yeah. Yêu em mãi như mặt trời. Không. Anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong ban giá. Yêu em mãi như mặt trời. Với trái tim thiết tha yêu người. Chế câu cuối vậy. Được không anh? Quá được. Được, chứ. Được, cặp này kết hợp được nè. Thôi chương trình văn nghệ hết rồi, bây giờ tới tình yêu. Nào, em quan điểm về tình yêu như thế nào? Với em thì nói chung là yêu em thật lòng mà được rồi. Em có đặt ra một cái tiêu chuẩn gì về người bạn trai của mình không? Có, cũng ít thôi chị. Cao hơn em, từ khoảng 1m65 trở lên được rồi. Vui vẻ, năng động và đừng thở dơ. Đừng có bụng bự. Bệnh có bụng bự không vậy?
Thôi thôi chị ơi, nhớ đầu đừng có hói nữa nha. Ủa bụng bự đầu hói có làm gì xấu không mà không yêu? Không đẹp. Ai nói bụng bự đầu hói không đẹp? Em. Đó. Tức cô này quá thì tức. Hả sao? Trời ơi. Trời ơi cái gì quá trời, bụng bự. Anh mới lên có bụng bự. Hả? Ai mua lên có bụng bự không? Em thấy anh trên truyền hình có bụng bự không? À, cũng có chút chút. À, có hói không? Dạ không có hói. Em biết rằng em nói ghét là không bụng bự đầu hói là đụng chạm nhiều người không? Em không có ghét, em chỉ không thích thôi. Rủ nhà em có người nào đó đầu hói bụng bự em không thích luôn hả? Nhà em không có ai hết. Nè, nữa nha, tôi nhớ nha. Thế nào á, ghét của nào trời tao của đó. Dạ nó em không thích chứ em hỏi em ghét. Không thích nữa trời cũng trao luôn. Gì sân si dữ vậy anh Linh? Đừng lấy bỏ bụng bự lắm hay sao làm gì ghê ông vậy? Ông này á bụng chà bá lửa luôn. Thôi không còn miếng nào chứ á. Thôi thử qua tôi coi nó chết rồi. Em cho chị cứ tưởng. Trời ơi cái gì quá xá vậy? Đứng đứng xích lên lại đây nó nghe nè. Dạ. Đứng đứng xích lại đây xíu nè. Gì vậy? Con có mùi gì không? Bên đây tao không thích người ở giờ. Thì đổ đi. Sao bụng tôi không bụng nào bự. Đứng lên nè, đứng nghe. Sao? Bụng. Thôi nó giỡn, bây giờ nó nghe nè. Mình có đặt ra yêu cầu bạn nữ là sao không? Bây giờ nói chung là hết quyền trong lửa rồi chị. Ở nào cũng chơi hết. Dạ được hết. Phải không? Nhưng mà miễn sao là có người phụ nữ có thể là hiểu ý mình. Và trong cái chuyện mà gia đình có biết cách xử sự, biết cái sự với bạn bè, gia đình và xã hội là được. Vậy mà nói thì sao cũng được. Ngồi xuống đi. Có không thích cái gì ở người phụ nữ không? Em không thích người phụ nữ mà nghiện Facebook. Ủa, nghiện Facebook làm sao không thích? Vui mà. Không, vui vui cũng vừa phải thôi chị. Em nói sao ta là, ví dụ hôm nay là sinh nhật của mẹ đi, đáng lẽ mình mua hoa về mình tặng cho mẹ mình, nhưng mà không có mua, thì đưa lên Facebook lấy một cái hình cái hoa để là chúc mừng sinh nhật của mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh con ra đời, cảm ơn nó nuôi nắng con tới bây giờ, lại nói để cho nhiều người like like like, nhưng mà trong khi hành động là không có. Em không thích những người đó. Cái gì cũng Facebook thì nó là tốt chứ không phải là xấu, nhưng mà đừng lạm dụng nó quá. Cho như tặng quà là phải tặng quà. Yeah. Ví dụ nay mà chọn được bạn gái này tặng quà là mơ phước là mua quà tặng, chứ đừng có quà trên Facebook. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Rồi để tôi qua tôi hỏi bên đây coi. Em có nghiện Facebook không? Dạ không. Không có chơi Facebook hả? Dạ có, nhưng mà chị lên đó xem những cái tin của lớp, của trường. Rồi thôi chứ em cũng không có cả ngày Facebook. Hôm nay có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có bạn bè trong lớp của em. Bạn bè em ngồi đâu? Dạ ngồi dưới. Chào các bạn. Ai ai viết cái câu đó vậy? Dạ cái này là nhóm tụi em nghĩ ra rồi viết. Vậy là tụi em ngại ngùng chứ đâu phải bạn này ngại ngùng phải không? Ngại dùm. Ngại dùm. Đánh giá nhìn cái này thế nào, hợp là hợp với cô kia không? Dạ em thấy tính tình của anh cũng vui vẻ giống như bạn của em vậy đó. Đặc biệt chắc là thích ca hát giống bạn của em. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ tôi nghĩ là đã tới lúc cho hai bạn gặp nhau. Rồi kéo màn lên. Rồi xoay lưng lại. 2 phút cho các bạn. Chào em. Anh chỉ hỏi em một câu thôi. Em muốn lập gia đình chưa? Dạ chưa. Tại vì thì là mình xác định tư tưởng rõ ràng là quen để lập gia đình, chứ không phải quen để quen chơi. Dạ. Thì ý định của em chắc khi nào em học xong em mới kết hôn. Khi nào em học xong? 2 năm nữa. Hình như anh em cũng cùng tuổi đúng không? Dạ. Nằm duỗi mà ăn nha. Nằm duỗi đi rồi cạp đất chứ nằm duỗi mà ăn. Dạ ăn mày chị. Cảm nhận thế nào về người bạn đang ngồi đối diện mình? Em nói chuyện rất là chín chắn, có suy nghĩ, có thể lấy làm vợ được. Còn em thì sao? Em cảm nhận sao về ảnh? Ảnh cũng vui, nhưng mà... Bụng bự đúng không? Dạ không phải bụng bự mà có... Em chưa có thích ngay lần đầu tiên được. Lúc đầu thường thì người ta gặp anh thì không thích ngay lần đầu tiên được. Có một cái nét gì đó người ta nói anh rất là đểu, nhưng mà thiệt ra mình hiền khô à. Dạ. Tính cách của một con người có lẽ là qua tiếp xúc hàng ngày mới được. Đúng chứ rồi. Không thể nào mà gặp một buổi đầu tiên thì mình biết hết được.
Rồi, chúng ta hết thời gian. Thế thì bây giờ có những cái nhìn đầu tiên là chúng ta bị sét đánh, nhưng mà cũng có cái nhìn đầu tiên chưa có để lại một cái ấn tượng gì. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho ta một cái cơ hội thì biết đâu lần 2, lần 3, lần 4 chúng ta sẽ có một cái cảm xúc gì đó thì sao? À, tôi nói vậy thôi, nhưng mà quyền quyết định vẫn là bạn. Hết sức bình tĩnh và nghe cái lời nói của con tim mình xem hiện giờ mình đang muốn gì. Suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn cảm thấy như thế nào? Anh ấy cũng vui, tính tình cũng rất là vui vẻ, nhưng mà có lẽ là em chưa thấy cái gì gọi là rung động cho em hết. Anh thấy gì rung động ở bạn gái? Chà, em cũng chưa thấy anh. Chưa thấy sao em bấm? Nhưng mà tại vì em nói rồi là có thể tiếp xúc lâu dài rồi mới biết được mỗi người như thế nào. Tức em vẫn muốn làm quen với cô ấy? Dạ đúng rồi. Làm bạn vẫn được. Theo người bạn thêm niềm vui. Dạ. Bạn trai bên kia chị hỏi nè, bây giờ nếu như cái bạn nữ bên đây á là đáp ứng hết được yêu cầu của bạn hết trơn luôn rồi đó, bây giờ ta lỡ ta xăm lên trên tay ta rồi, bây giờ làm sao đây? Nhưng mà vết xăm nhỏ hơn bự chị. Nó to. Thường thì cũng có rất nhiều bạn gái đến với chương trình với tà áo dài Việt Nam, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên tà áo dài màu trắng. Màu trắng rất là tinh khôi. Bạn tên là gì? Dạ em tên Thu Hiền ạ. Hiền năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi. 29. Dạ Hiền hiện đang làm gì? Dạ em làm giáo viên ở tỉnh Long An ạ. Giáo viên dạy về môn gì em? Em dạy tiểu học cho nên dạy hết tất cả các môn. Tiểu học dạy hết tất cả các môn ha. Rồi Hiền rất là hiền, đang dạy học ở Long An. 29 tuổi. Cũng lớn rồi đây. Xin mời chàng trai của chúng ta. Chào bạn. Bình tĩnh. Bên kia là bạn Hiền, giáo viên 29 tuổi. Còn bạn? Dạ em tên là Nguyễn Văn Út, năm nay em 30 tuổi. Dạ em làm nhân viên văn phòng cho công ty trung tâm nghiên cứu sinh học Biosin. Ở đâu? Dạ ở Hóc Môn. Mà bạn 30 tuổi mà bạn chưa có người yêu hả? Dạ tại tiền chưa đủ để rước người về nhà. Bao nhiêu thì mới đủ rước bạn về nhà? Thì cảm thấy mà mình rước người ta về mà mình thấy mình lo đủ cho người ta, đủ no đủ mặt là được rồi. Tức là giờ chưa đủ để lo cho ta ăn no, chưa đủ mặt luôn. Ủa bạn làm lâu lắm mà chưa có đủ tiền hả? Dạ thì cũng nói chung là đủ sống. Đủ sống thôi. Dạ. Bạn sống đang sống một mình hay sống với gia đình? Dạ sống một mình. Một mình? Dạ. Tức là có nhà riêng rồi? Dạ chưa. Ở nhà trọ? À tức là bây giờ muốn có nhà mới rước nàng về dinh đúng không? Ngày hôm nay đủ chưa mà dám ngồi đây? Cũng tạm, nói chung tạm hay là gần đủ rồi. Gần đủ hả? Có gửi ngân hàng rồi đúng không? À vậy được rồi. Hiền ơi, thật sự bây giờ em trong lòng em đã muốn lấy chồng chưa? Dạ có. Bà cảm thấy mình trễ chưa? Thấy cũng trễ trễ rồi. Cũng trễ trễ rồi ha. Dạ. Thì mình hạ tiêu chuẩn xuống thấp một chút ha. Thì bây giờ bạn trai bên kia là người ta cũng thật tình là chưa có nhà. Công việc thì cũng tương đối ổn định, sắp sắp đủ rồi nhưng mà chưa đủ, sắp sắp thôi. Bây giờ em nhắm em có cho động lực để người ta đủ luôn được hay không? Giờ em yêu cầu như thế nào về người bạn trai của mình? Muốn bạn trai em cao khoảng 1m6 trở lên. Tính tình thì không nóng, không để tóc dài. Không để tóc dài. Bên đây tóc dài thọn luôn. Rồi đi luôn. Bạn ấy chơi thể thao với biết nấu ăn, tại em nấu ăn cũng hơi tệ. Bên đây thể thao giỏi luôn, tập tạ nè, đúng đã lắm. Biết nấu ăn không? Biết nấu ăn bạn. Dạ cái đó thì rất là giỏi luôn. Rất giỏi luôn đúng không? Rồi ở mình mà phải nấu ăn chứ. Nhưng mà người ta nấu thôi em cũng phải rửa dọn nha. Dạ người ta nấu em ăn. Người ta nấu em ăn. Đó là nhu cầu của bạn bên kia. Còn điều kiện của bạn là người bạn gái như thế nào? Nói chung người bạn gái của em là phải cao khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Rồi. Không mập quá, không không nhuộm tóc nha. Không nhuộm tóc. Ủa lý do tại sao không thích nhuộm tóc? Ta nhuộm quyền không, của ta chứ. Mà nhuộm nếu mà nhuộm màu tối tối thì được, mà nếu mà nhuộm màu rồi xong luôn thì bên đây vàng khè. Nhuộm highlight được không? Highlight được không? Dạ không. Không luôn hả? Thấy chưa chị, các tường nhuộm highlight đó. Tại sao lý do em không thích kỳ vậy? Tại nhuộm tốt đâu, nhuộm like đẹp chứ có gì đâu. Phụ nữ mà đó mà có nhuộm tóc hay là xăm người thấy nó làm sao sao á. Sao gì đâu, người cũng hiện đại mà. Ủa em xăm hình này bao lâu rồi em? Dạ 2 năm chị. 2 năm rồi hả? Dạ. Tại sao xăm? Rồi. Tại em thấy nó đẹp.
bà thấy đẹp nên xăm tiêu. Thôi rồi, thôi chết rồi, không thích xăm mình coi xăm. Rồi bình thường mà em có sở thích gì? Dạ em thích đọc sách, thích đi du lịch, đọc truyện. Đọc sách đi, đọc truyện gì? Dạ em đọc truyện tranh á. Đọc truyện thiếu nhi phải không? Dạ. Để dạy cho mấy kể chuyện cho mấy em nhỏ nghe chứ gì. Dạ. Vậy là yêu trẻ con lắm đúng không? Muốn mấy đứa con nè? Em muốn nhiều đứa con lắm, nhưng mà nhà nước không cho nên em muốn hai đứa. Muốn nhiều lắm mà nhà nước không cho đâu. Bây giờ thí dụ như em muốn sở thích muốn đẻ mấy đứa luôn thì đẻ được mấy đứa? Em đẻ chừng nào còn khả năng thôi. Nè bây giờ bạn trai bên kia chị hỏi nè, bây giờ nếu như cái bạn nữ bên đây á là đáp ứng hết được yêu cầu của bạn hết trơn luôn rồi đó, mà bây giờ ta lỡ ta xăm lên cái tay ta rồi bây giờ làm sao đây? À nhưng mà bớt xăm nhỏ hơn bự chị. Nó to. Rồi đổ mồ hôi rồi. Bên đây đổ mồ hôi. Nguyên một cái bên con kia... bò cạp. Trời ơi trời. Bạn muốn đẻ mấy đứa? Đối với em là hai đứa là đủ rồi. Bên kia ta rồi đẻ coi như là hết khả năng luôn. Không không sao đâu, có gì giờ em tư vấn thêm. Tư vấn hả? Dạ. Nuôi mà vợ chưa nổi nữa, mình đẻ hết khả năng sao nuôi nổi. Trời ơi trời. Nghe nói giờ dân bên Long An đúng không? Dạ. Long An hát cải lương được rồi nha. Đi hát cải lương không em? Dạ em hát karaoke không chị. Chứ hát karaoke hả? Nhưng mà dạ. Hát cải lương được không? Cải lương em hát được. Hát được làm câu nghe coi cái coi. Nhưng em không có thuộc làm sao em hát được. Làm câu thôi. Cho em một phút chuẩn bị, bên đây hát trước. Bên đây dân thành phố hát nè. Không anh, là cái giáo của em cũng Bến Tre. Nếu mà đi qua Long An thì gần. Ồ à, dạ. Bến Tre à. Rồi Bến Tre cũng biết hát cải lương luôn. Vô cầu vòng cổ nghe cái coi. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mây. Tình yêu quê hương không bến không bờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không em? Mất mát đau thương càng cao giọng hát. Thôi thôi, càng đắng nặng lòng càng thơm ngát tình ta. Hát cà lương tôi khoái à, miễn có hát cà lương tôi khoái à. Trời ơi sao em mà mình thua hả? Thôi em chịu đếm vế, anh hát hay quá chừng rồi. Bên đây thua, bên đây người ta chơi xăm bồ cạp, sao hát giọng cổ được không? Mệt ghê. Rồi bây giờ để coi cô bên kia coi sao mà xăm bồ cạp. Tôi coi cái xăm cái cỡ nào. Trời đất ơi, sao mà xăm cái hình bự như vậy? Xăm bự cho người ta biết mình có xăm anh. À vậy hả? Dạ. Chết rồi. Ở bên đây là một chàng trai rất thư sinh, khoảng 45kg thôi. Đừng có đẻ hết khả năng nha. Dạ. Đẻ không nổi đâu. Đẻ hết khả năng không lết luôn á. Rồi. Được được. Coi vậy chứ xăm chứ dễ thương lắm. Hay xăm dạ. Xăm cạp ngay cái tán này nè. Chào em. Hát giọng cổ hay quá hen. Bên Tre có trồng dừa không em? Dạ có chị. Vậy hả? Ai đứng như bông dừa, tóc dài bay trong gió. Thôi được rồi, đủ rồi, mệt rồi. Được 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 em. Có điều giờ chị không biết giải quyết cái hình xăm em sao. Thôi giờ cho hai bên gặp mặt đi nha. Kéo màn lên. Chuẩn bị. Đưa hình xăm cho ta coi đi. Cảm ơn anh ạ. 2 phút bắt đầu. Anh ở Bến Tre em nghe nói con gái Bến Tre xinh dễ thương lắm mà. Nhưng mà anh trai xấu quá à. Anh muốn hỏi gì hỏi em đi. Ủa em dạy tiểu học hả? Dạ em dạy tiểu học. Rồi nếu mà nửa về Bến Tre em có về không? Anh chuyển cho em xuống dưới dạy được thì em về. Không, cái chuyện đó thì nếu mà được thì chắc ok. Nhà anh ba mẹ làm gì? Ba mẹ làm vườn trồng trái cây á. Vậy em về đó em có làm vườn không ta? Không, vậy với em chỉ đi dạy thôi. Vậy thì em chấp nhận được. Trời ơi. Còn gì nữa không? Nhanh, còn có 30 giây thôi. Nhanh lên các bạn.
Anh hỏi gì hỏi lẹ lên đi. Hỏi lẹ lên đi. Hỏi hỏi đẻ gì đẻ dữ vậy. Thôi nếu mà đẻ thì mình có hai đứa thì chắc nuôi đủ rồi. Dạ. Nhà nước chỉ cho phép em được hai đứa thôi ạ. Như vậy dễ chăm sóc hơn. Dạ. Tại em nói vậy thôi chứ muốn xin nhiều cũng đâu có được. Hết giờ chưa anh? Cho nữa đó, thêm nữa. Cặp này dễ thương quá, nhìn nữa đi, hai người nói chuyện nữa đi. Cái đó để tụi em tâm sự sao anh ơi. Thôi hết giờ. Chưa cặp nào dễ thương cặp này. Thôi mình đẻ hai đứa thôi nha. Muốn được đâu được, anh nhà nước bắt có hai đứa thôi. Và bây giờ là 3 tiếng đếm để các bạn nhấn nút hẹn hò với nhau. 1 2 Dạ 3 Hết thời gian. Nãy giờ chỉ có trường tập thôi, chứ không có cô gái hết rất là xinh xắn, dịu dàng ha, cũng có nụ cười rất là tươi, rất là duyên dáng. Được, em thấy cặp đôi này là em thấy em hài lòng. Bạn thấy sao? Bạn thấy sao? Dạ thấy cũng được, cũng vừa cái mẫu người của em chọn. Thấy hạnh phúc chưa? Gật, nắm tay cái đi. Hai Khanh hãy mau quỳ xuống nhận chỉ. Dạ. Phụng Thiên thừa nhận hoàng đế chiêu chiếc này chậm ra thiếu chỉ này. Ủa cho công công trẫm này giọng giống công công vậy. Công công đọc anh ơi, kim trưởng mà công công đọc cái chiếu chỉ của trẫm. Tiếp này ta chậm ra chiếu chỉ này tơ quan. Tơ quan là anh đàn ông á. Đọc đi khỏi tiếp đi. Dạ thưa anh Quỳnh Linh, em tên là Duy, 32 tuổi. Hiện tại thì em đang ở Tân Phú, làm ở Tân Bình và quê em ở Đắk Lắk. Quê Đắk Lắk? Dạ. Làm gì ở Tân Phú, Tân Bình? Em ở bên Tân Phú, còn làm Tân Bình là em làm bên dịch vụ xuất nhập khẩu. Thì các cái doanh nghiệp người ta muốn làm xuất nhập khẩu mà người ta không có bộ phận đó hoặc là thiếu những giấy tờ, thì bên em sẽ làm cái bộ phận coi đó. Như làm xuất nhập khẩu đi. Rồi, và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Quá dễ thương, quá xuất sắc. Mời em ngồi. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia nhé. Chào bạn. Rồi, chào bạn. Giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Yến, năm nay em 29 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang làm kế toán thuế ở dưới Biên Hòa Đồng Nai á. Quê ở ngoài Ninh Bình ấy chị. Mà đang làm với sống ở dưới Biên Hòa Đồng Nai ạ. Lúc nãy đi bị trời mưa. Đi trời mưa. Mưa rồi có mơ tưởng đến chàng trai hoàng tử của mình thế nào không bạn? Không biết là trời sao mà lại xúc động đến nỗi mà trời mưa từ lúc đi đến lúc gần lên đây vì tạnh mưa. Vừa trong cơn mưa bạn suy nghĩ điều gì chàng trai mà hôm nay bạn gặp? Em bảo mà hôm nay mà gặp á, mà em mà bấm nút á, chết với em á. Trời ơi, chứ dạ, hôm nay mà bấm nút là chết với em đó. Mà gì có nghe thấy mình nói gì không? Câu sau mình không nghe nha. Mình giới thiệu một chút về ưu điểm và khuyết điểm của bạn. Em thì rất là thích chơi thể thao chị, đánh cầu lông á, thích đi du lịch với bạn bè, thích chụp hình. Nói chung là cũng ca hát đó chị, nhưng mà chỉ hát karaoke được thôi. Vậy em ca một khúc đi cho không thay đổi không khí, cho nó xôm lên xíu đi. Xôm lên hả? Xôm lên. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Ôi rung quá chị ơi. Đâu đó. Bây giờ mà nghe bằng kia nói nhỏ quá, dùm nói lớn lên cho nó không khí nào. Nó to lên. Mà kêu em ơi đi. Kiều Yến ơi, anh yêu em. Nói thử ơi. Yến ơi, em nghe anh nói gì không? Dạ em đã nghe thấy anh nói gì rồi. Đó là tôi nói đó. Rồi hai ba bạn Duy nói nè. Hai ba. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về
ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh ơi, mấy đứa? Nói chung là hai đứa là đẹp nhất đó em. Em thích ba đứa được không? Nếu mà em xin được. Bây giờ bạn gái mình ở Biên Hòa đó, Đồng Nai đó, rồi bạn sao? Có ngại ở xa vậy không? Công việc của em thì làm bên dịch vụ á chị. Thường thường thì cũng cuối tuần em cũng rảnh, chứ cũng không có bận biểu gì lắm chị. Cái này có thể sắp xếp được. Về lấy vợ xong rồi về ở Tân Phú hay là về Đắk Lắk ở? Dạ hiện tại thì theo cái kế hoạch công việc của em á, thì về lâu về dài thì vẫn làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Có lộ trình rồi đó hả? Dạ. Rồi sắp có sắp xếp chuyện cưới hỏi gì chưa? Cũng trải qua một vài mối tình rồi. Thành ra là mình thì cũng muốn là quen á để tiến tới hôn nhân, nhưng mà về những trục trặc này nọ thì nó kết quả không tốt, cho nên ngày hôm nay nhờ anh Quyền Linh và chị Tường làm hai cho em. Được. Chị cũng sẽ cố gắng, chị sẽ cố gắng. Nhưng mà Yến nè, chị thấy em rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, đáng yêu nữa. Mà tại sao lại tìm đến với chương trình? Em đâu có ế đâu chị, tại em đang đi tìm người tử tế để yêu mà. Vậy em muốn người đàn ông tử tế là người như thế nào mới gọi là tử tế? Em thích người đàn ông cao và 1m68 trở lên. Rồi, tính thì ngày vui vẻ này, hòa đồng này, chân tình thì thủy chung. Anh có biết nấu ăn không anh? Anh nấu ăn thực hàng ngày em ơi. Trời hó, mừng quá. Vậy trước đây bạn đã có nhiều mối tình chưa? Em cũng trải qua cũng 1-2 mối tình chị ạ. Là mối tình gần đây nhất là bao lâu? Cũng hơn 1 năm nay rồi ạ. Chia tay hơn 1 năm? Dạ đúng rồi. Bây giờ mình có cái khi mà bạn buồn quá hay là bạn muốn người khác vui, bạn làm gì để cho người khác vui? Có cái trò nào đó không? Nếu mà bạn giỡn vui vui á, em nháy nháy giọng xíu, anh tham gia luôn được không? Em nói với bà bên kia hai người chơi với nhau đi. Không, em sẽ nói bạn nghe, nhưng mà anh tham gia luôn không? Được, được. Rồi bắt đầu. Rồi. Cho mời Quyền Linh và Cát Tường vào cho ta. Làm gì mời hai đứa tôi? Dạ có mặt. Hai khanh hãy mau quỳ xuống nhận chỉ. Dạ. Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu chiếc này, chậm ra thiếu chỉ này. Ủa, trầm cho công công. Trầm mà giọng giống công công quá vậy. Công công đọc anh ơi, phim trưởng mà. Công công đọc cái chiếu chỉ của trẫm. Tiếp. Này, ta chậm ra chiếu chỉ này. Tô Quang. Tô Quang là anh đàn ông á. Đậm đi khỏi thiết minh. Đây. Tô Quang, Quyền Linh và Nguyệt Quang, Cát Tường đã có công ghép nối cặp tình với nhau. Nay, chậm ban thưởng cho ai khanh một chàng pháo tay thiệt lớn và một chàng thiệt túng ngô thiệt to. Lãnh chỉ tạ ơn. Dạ tạ ơn thánh thượng. Tưởng đâu ban cho Quyền Linh Cát Tường sánh đôi cùng nhau chứ. Không thích cái điểm nào ở người bạn gái? Thường thường các bạn nữ thì các bạn sẽ chơi với một nhóm bạn nữ nữa, xăm xe này nọ. Thí dụ như bạn trai của bạn của em, bạn trai mua cái này mua cái kia, sao anh không mua cái này thì cái kia. Nhưng mà nhiều lúc á không có đáp ứng được nhiều như vậy á. Như em á, hy vọng là có thể bạn đó sẽ hiểu cái vấn đề của mình. Nói chung là không muốn tốn tiền đó. Không chị, em nói là đôi khi mà, chứ em nói là không tốn tiền. Bạn có tưởng tượng cái hình mẫu lý tưởng của bạn đặt ra là tiêu chuẩn như thế nào? Thì em thích một người giống như Hoàng Dung chẳng hạn, nhỏ nhắn, xinh xắn mà nó rất là chu đáo và yêu thương cái người bạn trai mình. Em không có sợ ba Hoàng Dung á, Đông Tà nguy hiểm lắm á. Tưởng em coi phim bộ nhiều hơn chị hả? Em lên đây em giả giọng công công hả? Em đi đến đây với ai? Hôm nay có ai đi theo không? Em có đi với bạn thân mà. Đâu, làm bạn thân không? Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường. Em chào kia là sao? Em thấy anh bên đây nhìn bề ngoài lịch sự, nói chuyện rất là vui tính. Ý là bên trong không có lịch sự hả? Và em thấy như thế nào, có phù hợp với bạn mình không? Anh có thể là phù hợp với lại bạn Yến. Cái công việc của anh á, cũng là dịch vụ. Cái công việc của Yến cũng là dịch vụ á. Thì em nghĩ là hai bạn cái thời gian hẹn hò thoải mái, là hai bạn có cơ hội được tìm hiểu nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. Để tôi qua tôi xem thế nào nha. Nãy giờ em chào anh. Nghe anh kia nói chuyện có duyên không? Cũng rất là có duyên mà dí dỏm nữa. Dí dỏm lắm. Mà nghe nói là lịch sự, em rất là thích lịch sự. Được á. Được. Thích không? Lấy tay chồng chưa? Cũng thích vậy ạ. Thích rồi đúng không? Dạ. Mình thích lấy chồng bên đây, thích lấy vợ, gặp nhau làm luôn. Rồi chuẩn bị. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu.
Mời hai bạn. Giả giọng công công biết mà mặt giống công công ghê. Cảm ơn anh. À, chào bạn. Dạ chào anh. À, mình ở chỗ nào của Đồng Nai hả? À, em mà ngay ở Biên Hòa luôn, thành phố Biên Hòa. Ngay vòng xoay đi ô sao? Ngay gần chỗ Đại học Đồng Nai á. Em muốn xuống Biên Hòa không? À, cũng lâu rồi mình không có xuống. Bữa nào xuống em dẫn đi. Ok. Chờ Biên Hòa nha. Ok. Thường thường nãy bà hỏi là có vấn đề nấu ăn á. Thì bạn trai, bạn người yêu thì hai vợ chồng tương lai á. Bạn nghĩ là nấu ăn chung hay là thôi anh biết nấu rồi anh nấu luôn? Đi làm về rồi mình sẽ nấu ăn chung, rửa chén chung. Được không anh? Ok, cái chuyện đó không sao. Nếu mà đám cưới á, thì theo bạn thì thời điểm nào thích hợp cho bạn? Càng sớm càng tốt. Theo anh thì cái quan điểm về tình yêu của anh như thế nào anh? Giữa hai người với nhau thì cái điều quan trọng đầu tiên là phải sự tôn trọng. Thì các bạn và mình tôn trọng nhau thì mình có thể là tiếp xúc hay là mới có những cái mối quan hệ tốt được. Em thích điều đó đấy. Những lúc em đi làm về em thấy mấy cô chú mà cứ hay dắt tay nhau đi thời dục em thích lắm. Em có ước gì mà được già như cô chú ấy. Không gì phải già, giờ nắm tay thể dục cũng được chứ bộ. Hay già thì vậy là hết thời gian rồi đó nha. Thôi, cảm ơn anh nhiều quá hả? Suy nghĩ thật kỹ nha, bấm nút nha. Cổng cổng và Hoàng Dung. Bà đi đếm. 3 2. Hết thời gian. Ủa em nhớ là em bấm rồi mà. Có bấm không? Có. Bà có bấm mà. Thật sự là hai bạn rất là có duyên với nhau. Nắm tay nhau cái đi. Rất là dễ thương ha. À, gửi tặng hai bạn để xem phim. Dạ. Và đây thêm một món quà góp phần cho buổi xem phim thêm ý nghĩa. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn tìm được những cái niềm vui trong cuộc sống của mình và nhanh chóng đi đến được cái bước cuối cùng, đó là báo tin mừng cho báo hỷ, báo hỷ cho ông mai bà mối. Không cái gì. Cái đó em không tự tin anh ơi. Dạ em sợ quan lão tà quýnh. Đông tà bị chị điểm quyệt rồi. Ta đi xa xôi lắm đó, trời mưa trời gió từ Biên Hòa xuống. Đúng đây rồi, từ Biên Hòa xuống đây đó, mưa gió đó, sao rung dữ vậy trời. Nắm tay cái trước cái đại này cho giữ chặt cái đi, gì buông tay rồi. Rồi hung. 2, 3. Cho em bỏ qua cho em. Hả? Cho em bỏ qua giùm em cái này đi. Sao rung dữ vậy? À cái khúc này nó nguy hiểm. Anh hay là em hôn? Đúng rồi. Đúng rồi. Mình đi trời xa lên em mưa mình phải có lời. Anh có hôn đâu em hôn nhờ. Hôn đi em. Hôn đi em. Ủng hộ em. Ủng hộ em. Dễ thương quá. Rồi hai người em bờ vai để bảo vệ em, che chở em. Dạ, dạ. Thì anh sau khi mở màn thì anh nhận xét gì, có cảm nhận gì về em không ạ? Anh nhìn em thì anh thấy cũng có cảm tình, em rất là dễ thương, xinh dạ. đẹp. Dạ, cảm ơn cũng anh. Có nét giống mẹ anh. Như dạ. Người ta nhận xét. Dạ. Bình thường thì anh đi làm thì thời gian như thế nào ạ? Anh làm nhân viên văn phòng của công ty nhà nước thì anh nghỉ được thứ bảy chủ nhật. Dạ, em cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Dạ. Dạ. Cuối tuần thì mình có thể đi đâu đó. Dạ. Sở thích của em thường thường rất thích đi đâu rồi? Em thì thích ở nhà quây quần với gia đình. Dạ. Hoặc là mình nấu những bữa ăn dạ. cùng với gia đình. Em tại vì em thích là ở bên gia đình, dành cho gia đình những thời gian quý báu nhất. Dạ. Dạ. Thì bình thường thì anh ngày nghỉ anh sẽ làm gì? Ngày nghỉ anh có thể đi dạo phố Sài Gòn. Anh thích đi chơi lắm, nói chung anh thích la cà dạo phố xong vòng Sài Gòn. Dạ. Nếu như mình đi không mát sau những ngày làm việc căng thẳng vậy đó. Dạ. Cuối tuần có hay đi nhậu với bạn bè gì không anh? Không, cuối tuần thì lâu lâu anh mới đi thôi chứ dạ. giờ bạn bè anh nó cũng ổn định hết rồi, cũng dạ. khó kiếm người nhậu lắm em ơi. Dạ, lần sau đi nhậu nhớ rủ em cho em đi với ạ. Dạ. Okay. Rồi bây giờ mình quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, trao đổi với nhau đi. Dạ. Quan điểm của tình yêu của em là gì? Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình và thiếu, gọi là em chưa có một ngày, 29 năm chưa có một ngày em được gọi là hạnh phúc gia đình trọn vẹn, thì em mong là sẽ tìm được anh đúng thời gian, đúng địa điểm. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quỳnh Linh và chào xin em. Chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Thị Thủy, năm nay em 29 tuổi, hiện em là một nhân viên y tế đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy cưng? Dạ ở quận 5 ạ. Em ở quận 5 luôn hay là ở quận mấy? Dạ em ở Bình Chánh ạ. Em ở Bình Chánh làm Bình Chánh mà đoạn 5. Nào vậy Thủy?
Dạ, đi ngõ hướng quốc lộ 50 anh ơi. À, rồi. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, xin chào quý vị, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Quỳnh Trọng Kim. Năm nay em 30 tuổi. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang làm nhân viên văn phòng tại công ty dịch vụ công ích quận 8. Ờ, mình ở quận mấy? Dạ, em cũng ở quận 8 luôn anh. Quận 8 là quận 8 luôn hả? Dạ. À, tên Kim. Dạ. Thủy Kim. À, hợp lý nha. Kim, Kim xanh thủy đó ha. Kim thủy. Nói nghe nè cưng, tức là em làm về nhân viên y tế, tức là làm... Em làm điều dưỡng. Điều dưỡng. Dạ. Về cái khoa nào? Dạ, em làm phòng quản lý chất lượng, chuyên về khiếu nại, khiếu kiện, giải quyết các đường dây nóng của bệnh viện. À, vậy đó hả? Dạ. Rồi thế vậy là Thủy có cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết và luôn toàn tâm trong mọi công việc. Còn khuyết điểm của em là chắc là do em hơi độc lập và hơi tự lập trong cuộc sống, cho nên có một chút gì đó nó mạnh mẽ. Dạ. Mạnh mẽ? Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Có nóng tính không? Cách đây vài năm thì có sẽ là nóng tính, nhưng mà do công việc và cái thời gian mình có những cái tiếp xúc xã hội thì mình đã biết cách tiết chế và kiểm soát được cái sự nóng tính đó. Dạ. Tốt, kiềm chế nóng tính là tốt. Dạ. Còn em trai? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Điểm yếu là nhiều lúc em cũng bị hay quên. Và có cái tật là nhiều lúc hay đổ mồ hôi nhiều. Đổ mồ hôi? Dạ. Đó là cái bệnh về con người rồi, mình rửa thôi. Đổ mồ hôi trộm ấy ha. Dạ, mà em đổ rất là nhiều. Đổ nhiều đúng không? Dạ. Phải đi kiểm tra sức khỏe nha. Dạ. Bởi vì đổ mồ hôi nó cũng liên quan tới một vài cái tuyến mà có thể bị viêm bị gì đó. Dạ. Anh cũng ngày xưa cũng đổ mồ hôi nhiều đó. Dạ. Thôi, bây giờ thì em cho đàn gái biết rằng mình có mấy mối tình rồi. Dạ, em cũng trải qua hai mối tình anh. Hai mối rồi. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất nhiêu? Dạ, mối ngắn nhất là 3 tháng, mối dài nhất là 2 năm. Thôi, có 3 tháng thôi đó hả? Dạ. 2 năm rồi sao mình chia tay? Dạ, do bạn ấy là đi du học bên nước ngoài rồi định cư ở bên bển luôn rồi, tụi em sẽ chia tay. Đành phải chia tay đúng không? Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ, cách đây cũng được 9 năm rồi anh. Trời ơi, 9 năm rồi. Dạ. 9 năm rồi, không có yêu ai nữa luôn. Dạ, cũng có yêu đơn phương nhưng mà do không thấy không hợp rồi nên không đến được với nhau anh ơi. À, đó là lý lịch tình yêu của đàn trai đó đàn gái. Dạ. Tức là 9 năm ăn ở không rồi đó hả? Ở không 9 năm luôn. Thiệt chứ, còn em? Dạ, em trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên là 4 năm. Thì lúc đó thì do... quen nhau quá lâu nhưng cái suy nghĩ về lúc em còn học sinh nhưng bước lên cuộc sống sinh viên thì mỗi môi trường thay đổi cho nên cái cách hòa hợp với tính cách thay đổi. Tức là mối tình học sinh đúng không? Dạ. Mình bỏ qua mối tình học sinh đi. Dạ. Rồi bây giờ cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì là được 2 năm. 2 năm là chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay cách đây 3 năm. 3 năm? Dạ. Nói nghe nè, em làm cái nghề của em á, dạ, có khi nào mà em được bệnh nhân yêu mình không? Dạ, sẽ có bệnh nhân yêu thương và có những bệnh nhân mà làm cho mình rớt nước mắt. Sao? Sao? Tại dạ, sao? Dạ, vì cái nghề của em là nghề tiếp đường dây nóng và tiếp dân, khiếu nại khiếu kiện. Thì các bệnh nhân vô bệnh viện thì sẽ có những cái bức xúc và khi mà bệnh nhân không giải tỏa được sẽ lên gặp và em sẽ tiếp. Và khi mà mình làm những công việc đó thì nhiều lúc mình không phải là người gây ra vấn đề, nhưng mà bệnh nhân lên lại sử dụng những lời nói nó không có làm cho mình thấy tổn thương thì mình vẫn ân cần và xin lỗi và cảm ơn bệnh nhân. Nhưng mà khi bệnh nhân bước ra khỏi phòng thì tự nhiên nước mắt rơi, tại vì mình nghĩ là ba mẹ mình sinh ra mình còn chưa, nhiều lúc mình sai mình còn chưa xin lỗi, nhưng mà bệnh nhân đây là vì công việc nên mình phải xin lỗi bệnh nhân. Cứ xin lỗi mà họ cứ chửi thôi. Dạ, tại vì lúc đó là cái sự cao trào của họ với sự uất ức, có một cái gì đó bức xúc của bệnh nhân. Chứ còn có ai lên gặp em mà tỏ tình với em chưa? Dạ, chắc là phòng vị trí của em chắc không có ạ. Không có. Dạ. Đúng không? Tức là bệnh nhân là không, đó là cho đỡ ngại đó, phải không? Dạ. Rồi nếu vậy thì cái người kia lý do tại sao mà em chia tay? Dạ, lý do em chia tay là do anh bắt em là một phụ nữ phải đảm giỏi việc nước, đảm việc nhà. Khi mà một người đi làm công việc hàng ngày từ thứ hai tới thứ sáu vậy thì về anh bị bắt là phải nấu cơm, ví dụ nấu cơm phải là đầy đủ các món, ví dụ cá chiên là phải nước mắm mò chua ngọt, rồi ví dụ như là cá kho thì phải nước mắm khác, canh thì phải sao. Thì
Em không phải là dạng phụ nữ không biết nấu ăn, nhưng mà để mà làm như một món ăn thịnh soạn như vậy thì là em sẽ không có thể theo nổi. Thì một thời gian dài thì em sẽ không có theo nổi. Không chịu nổi, em chủ động chia tay. Dạ. Đó, bên dạ, gái, chào anh. Trời, xinh xắn đẹp quá. Như vậy. Bởi anh... vì tôi mới hỏi tại làm cái cô điều dưỡng này có hay được bệnh nhân yêu không là vì lý do đó. Thật sự anh qua đây anh nhìn em là bởi vì anh khâm phục em. Dạ. Một cái người trực điện thoại biết bao nhiêu cái bức xúc, biết bao nhiêu cái gì đó họ đổ lên đầu mình. Nói tóm lại anh cũng có quen một số người bạn làm công việc như em. Dạ. Họ nhiều khi họ nói họ như cái thùng rác vậy đấy. Lúc nào họ cũng có thể đổ tất cả mọi thứ lên đầu mình, nhưng mình cũng phải ráng và xin lỗi, ráng cười và ráng gọi là động viên cái người đó. Thật sự lúc đó mình cũng không trách họ, bởi vì họ quá đau thương trong cái việc người nhà bị cái gì đó. Thì họ không biết xả đâu, đôi khi họ xả vào đấy. Và mình nghe hết. Và cuối cùng thì có đôi khi mình chỉ khóc một mình thôi. Phải nói là khâm phục em nha. Cảm ơn anh. Hy vọng rằng những ai đó mình có một cái hoàn cảnh nào đó thì mình cũng nhớ cái người nghe điện thoại cũng là người nghe thôi. Dạ, nó nghe điện thoại đỡ, tại vì em tiếp xúc trực tiếp luôn. Nhưng nhiều lúc mà cảm giác này bệnh nhân muốn sấn lại để họ không dùng lời nói mà họ muốn dùng vũ lực với mình. Chính xác như vậy. Đôi khi có những cái chuyện đó là mình cũng thấy là những người đó vì, bởi vì họ người thân họ mà. Dạ đúng rồi. Họ cũng hơi nóng nảy. Dạ. Thôi cũng thông cảm nha. Dạ. Và cũng cảm ơn những người như em. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ, đối với em thì em muốn anh ấy một người cao 1m/1m65. Cao 1m65. Dạ, ngoài hình thì nhìn được là được. Dạ, được là quan được. Trọng là đối với em là tính cách. Tại vì em mong muốn có một anh có thể bảo vệ được em, che chở được em, và để em không phải gồng mình lên để mạnh mẽ. Anh bên đây có thể che chở, có thể bảo vệ em luôn. Cho dù phong ba bão tố về tướng anh cũng hơi to. Cái điều thêm nữa là một con người mà anh thấy được rằng là cũng đáng nể luôn. 9 năm qua anh ấy không yêu ai cả. Em có không thích điều gì đàn ông không? Dạ em không thích ở đàn ông là hút thuốc. Dạ. Còn cái vấn đề nhậu nhẹt thì đi thời đại giờ thì nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi. Dạ. Không hút thuốc phải không? Dạ. Hỏi gì đâu. Đó. Chào chị Hồng Vân. Đàn trai tôi rất là hiền luôn nha. Dạ có hút xã giao chị. Xã giao là nhiêu nặng ngày nhiêu điếu nè? Khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị. Từ 3 đến 4 thiệt không á? Thiệt chị. Xã giao ai mà ít vậy? Dạ xã giao thì cũng anh em trong công ty thôi chị. Từ 3 đến 4 điếu thôi phải không? Còn nhậu thì là bao nhiêu? Xã giao là điếu thôi. Xã giao ngày nhưng mà tiếp 3-4 người. Tiếp 3-4 người là khổ vậy đó. Hút thuốc nhiều không có tốt nha. Dạ em sẽ hay chế bớt. Chế bớt. Rồi là nhậu thì là nhiêu lon nè? Dạ em nhậu cũng 4-5 lon rồi chị. Vậy đó, cũng 4-5 người là cũng điếu thuốc với lon bia đó. Dạ. Là ngày làm mỗi ngày gặp mỗi đối tác vậy không, luôn. Không, đâu phải vậy, cuối tuần mới đi được vậy. Ừ. Nói nghe nè, em nghe tâm sự của bạn nữ bên kia thì cái cảm giác em sao? Dạ, cảm giác như bạn ấy cũng bên ngoài thì thấy mạnh mẽ, nhưng mà bên trong thấy cũng yếu đuối. Cũng em cũng muốn bảo vệ bạn ấy. Em muốn bảo vệ không? Tại vì bạn đang rất cần cái người có thể bảo vệ bạn. Ít nhất là về mặt tinh thần. Dạ, em đó, ít nhất là khi mà về gặp em á, thì bạn cảm thấy là bạn yên tâm nè. Dạ. Chứ bây giờ trong công việc thì bắt buộc phải gặp những cái nghịch cảnh như vậy rồi. Dạ. Đúng không? Rồi còn em thì sao? Dạ. Em muốn người bạn gái của mình như thế nào? Em muốn người bạn gái của em thì như mặt dễ nhìn, hòa đồng vui vẻ, rồi biết trên biết dưới. Với lại là sống bình thường đơn giản thôi. Chứ em không thích sự cầu kỳ, sửa soạn nhiều quá. Bên kia là dư luôn đó em. Nhưng mà con muốn bạn nó giỏi việc nước, đảm việc nhà không? Không, ví dụ như việc nước thì mỗi người một công việc em không có nói được. Nhưng mà việc nhà thì có thể là em và bạn ấy, nếu mà tiến tới được hôn nhân thì em và bạn ấy sẽ hai người cũng phụ nhau làm, chia nhau công việc. Có bắt là coi như món này phải ăn đúng nước mắm mà ngọt bao nhiêu phần trăm không? Như dạ. Cá chiên là phải đúng nước mắm ngọt bao nhiêu phần trăm đó? Dạ không, vậy ví dụ như nếu mà bạn ấy ăn khác, em ăn khác thì làm hai chén. có nghĩa là không bắt đúng em biết nấu ăn không? Dạ em cũng biết nấu đơn giản thôi chị. Cầu kỳ quá em nấu không khó, không nấu được. Thì thôi hai đứa ăn đơn giản thôi, còn nếu mời khách khứa thì order nhà hàng về. Dạ. Vậy đi cho nó khỏe đúng không? Nói nghe nè, bạn bên đây là bạn không có sửa soạn, nhưng mà bạn đẹp tự nhiên, nhưng mà bạn cũng có. Ví dụ như bạn đẹp tự nhiên, rồi ví dụ như bạn sửa soạn chút xíu xíu thì em thấy sao? Em thấy cũng bình thường, nữ hiểu làm đẹp là chị. Rồi em thích con gái đẹp không? Dạ đẹp chứ.
thích không? Được, thích chứ. Ai thích gái đẹp. Thích gái đẹp chị. Bây giờ gái cao, cao bao nhiêu thì là đúng tiêu chuẩn của em nè? Dạ em nghĩ từ 1m60 tới 1m65 là được. Chết rồi, em còn 1m50 rồi. Sao? Có được 1m50 à? 1m50 hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Chết chịu rồi, luôn em. Dạ chịu luôn. Hả? Mình giảm xuống thôi mà. Dạ. Còn em có 1m nhiêu nè? Dạ em 1m72 chị. Người ta 1m72 đó. Lực lượng đô con có thể bảo vệ em được. Dạ. Tôi thấy là thấy được đó, ổn nên đó. Hỏi người thân đi ha. Hỏi đi Vân. Để cho trẻ gặp nhau đi. Đúng ha. Rồi. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À đi với mẹ. Đâu dạ. Mẹ đâu? Ai chào dạ. Mẹ. À, mẹ thấy bạn này sao? Mẹ đẹp gái quá. À. Xin chào chị Hồng Vân, chào MC Quyền Linh và chào gia đình nhà gái. Thì tôi là mẹ của Trọng Kim. Thì từ đầu mà thấy cháu gái bước ra là cô đã rất là thích rồi. Cảm ơn cô ạ. Rồi cô cũng nói là về cháu Kim á, thì cháu rất vui vẻ hòa đồng trong cái công việc á, trong cơ quan. Thì anh chị em trong cơ quan đều khen là rất là vui hòa đồng với mọi người. Rồi về cái vấn đề nhà cửa hay dọn dẹp á, thì nói thật là nhà cô thì có mình cô là nữ à, còn tới hai đứa con là trai, Kim là anh, còn một đứa em nó. Nhưng mà thành ra là trong cái công việc nhà đó thì là hai anh em đều có phụ giúp với cô hết, chứ một mình cô thì cũng không làm nổi đâu. Kia còn nhận xét với cháu gái bên đây á thì rất là xinh. Rồi tên á thì là nghe cái tên là cũng là chịu rồi đó. Nói chung là chịu rồi. Tại vì trong gia đình có nhiều cái tên mà cũng gần như là vậy, rất là hay, rất là đẹp. Thì là hôm nay đến chương trình thì cũng là hai cháu có một cái duyên là đã đến với nhau cơ. Chương trình đã tạo cơ hội như vậy thì mong là hai cháu cho cái cơ hội tìm hiểu và tiến xa hơn. Và cũng nói thêm đó là nếu mà em nói cháu nói là nhà cháu ở gần Bình Chánh thì rất là tiện với lại Trọng Kim bên đây, tự vì nó cũng là ngay quốc lộ 50. Nhà cũng gia đình ngay quốc lộ 50 thì mình sẽ gần gũi nhau hơn. Rồi xin cảm ơn chương trình và cảm ơn toàn thể ekip chương trình đã tạo cơ hội cho hai cháu gặp mặt ở đây. Cảm ơn mẹ. Có bao giờ mà em nghĩ trong đầu á là khi cái người bạn gái hoặc người vợ của em có một cái nét gì giống mẹ, có bao giờ em ước như vậy không? Dạ cũng có chị. Có ước đúng không? Mẹ cũng đẹp đó nha. Em là trời thương, em cầu được ước thấy đó. Mẹ đẹp và con dâu tương lai cũng đẹp luôn đó. Cái nét của con dâu có nét giống mẹ đó, nói cho em biết mà mẹ ra là mẹ thích liền đó. Còn... mà bên đây Kim cũng dễ thương đó nha. Vâng. Thì cứ để Kim là rất là hiền lành, dễ thương luôn. Sự hồi hộp đi. Bạn này rất là dễ mến nè. Đúng rồi. Gặp nhìn mà buổi Kim sáng, là dễ mến liền á. Buổi sáng mà bước ra cửa mà gặp bạn là bữa đó ngày hôm đó có tiền đó. Là hên rồi đó. Sao này giờ mình đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ và các đồng nghiệp trong cơ quan ạ. À chị họ và đồng nghiệp. Mời chị. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả chương trình. Em là chị họ của Thủy. Dạ. Thì qua buổi nói chuyện thì thấy bên đằng trai là ngoại hình dễ nhìn, tính tình thì cũng dễ gần. Còn Thủy thì ngoan, tự lập và có chí, có tiếng, cầu tiến. Thì chị cũng mong là hai em tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, vậy là tốt rồi. Mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Kim. Không gian này là của Kim với Thủy đó. Kim sanh Thủy. Chào anh ạ. Lần đầu tiên gặp em đúng không? Dạ, rất vui được gặp anh ạ. Cảm ơn anh. Dạ, em cũng là anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà đây. Còn quà thì mở ra coi là gì nè. Dạ. Này, dạ, chắc. Anh mở giùm em ạ. Dạ. Đây, có một ít mỹ phẩm anh tặng em. Wow, cảm ơn anh. Dạ. Là gì vậy, gì Kim? Mỹ phẩm chị. Dạ, nước hoa, nước son hoa, à. Son, người tính kẹp chì mắt. Dạ. Thì hả? Dạ, em sẽ dùng nước hoa và những cây son này để đi gặp anh vào những buổi hẹn hò ạ. Dạ. Ông này ông mâu thuẫn ghê á, ông Kim.
Ông nói ông không thích con gái sửa soạn mà ông tặng cho người ta toàn những cái đồ em đấy. Cũng có một món quà tặng anh và trong đó có một bức thư em có, đó là những lời em gửi gắm tới anh. Cảm ơn em. Anh có thể mở ra đọc được. Dạ anh có thể mở ra đọc cho mọi người coi ạ. Chào anh, Việt Nam hơn 95 triệu người. Em gặp được anh là một cái duyên. Chúng ta đến với nhau hay không là do kiếp nợ. Nếu không có nợ thì làm bạn anh nhé. Cảm ơn anh vì đã có mặt hôm nay. Hai, tốt rồi. Hai đứa về ghế bắt đầu chúng ta trò chuyện nào. Thì quay cái ghế qua bệnh. Lần đầu tiên anh có cảm giác như thế nào? Em cảm giác là anh là một người có thể bờ vai để bảo vệ em, che chở em. Thì anh sau khi mở màn thì anh nhận xét gì, có cảm nhận gì về em không ạ? Anh nhìn em thì anh thấy cũng có cảm tình, em rất là dễ thương, xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Và cũng có nét giống mẹ anh, nhưng mà chưa nhận xét. Bình thường thì anh đi làm thì thời gian như thế nào ạ? Anh làm nhân viên văn phòng của công ty nhà nước thì anh nghỉ được thứ bảy chủ nhật. Cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Cuối tuần thì mình có thể đi đâu đó. Dạ. Sở thích của em thường thường rất thích đi đâu nè? Em thì thích ở nhà quây quần với gia đình hoặc là mình nấu những bữa ăn cùng với gia đình. Em tại vì em thích là ở bên gia đình, dành cho gia đình những thời gian quý báu nhất. Thì bình thường thì anh ngày nghỉ anh sẽ làm gì? Ngày nghỉ anh có thể đi dạo phố Sài Gòn. Anh thích đi chơi lắm, nói chung anh thích la cà dạo phố xong vòng Sài Gòn. Nếu như mình đi hóng mát sau những ngày làm việc căng thẳng vậy đó. Cuối tuần có hay đi nhậu với bạn bè gì không anh? Không, cuối tuần thì lâu lâu anh mới đi thôi chứ giờ bạn bè anh nó cũng ổn định hết rồi, cũng khó kiếm người nhậu lắm em ơi. Lần sau đi nhậu nhớ rủ em cho em đi với ạ. Rồi bây giờ mình quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, trao đổi với nhau đi. Quan điểm của tình yêu của em là gì? Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình và thiếu, gọi là em chưa có một ngày, 29 năm, chưa có một ngày em được gọi là hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Thì em mong là sẽ tìm được anh đúng thời gian, đúng địa điểm và đúng người. Mong anh sẽ... chúng ta thì tìm hiểu nhau và có cho nhau một cái hạnh phúc và gia đình sẽ ấm áp bình yên. Mình cũng cảm ơn em. Còn quan điểm của anh là anh muốn tình cảm, tình yêu trong gia đình đó, thì lúc nào cũng được ấm áp, ấm cúng. Với lại anh muốn là hai chúng ta cùng nhau hòa hợp và cùng nhau vun đắp xây dựng hạnh phúc gia đình. Anh hy vọng điều đó. Bây giờ mình nói vấn đề làm dâu đi. Thì vấn đề làm dâu của nhà anh thì mẹ anh không có quan trọng vấn đề làm dâu. Nếu mà anh với em tiến tới được hôn nhân thì mình sẽ, anh em sẽ qua nhà anh ở cũng được hay là sao cũng được. Thì lúc đó nếu mà em muốn ra riêng anh và em muốn ra riêng thì chúng ta sẽ tự dành dụm cùng cố gắng nhau thì mình sẽ ra riêng sau. Thì sau những năm cố gắng làm việc thì em cũng có một ngôi nhà nho nhỏ chui ra chui vô. Nếu như mà ba mẹ bắt làm dâu thì em vẫn làm dâu, còn nếu như mà ba mẹ cho ra ở riêng thì có thể ở nhà em, ví dụ như mà xa quá thì chúng ta có thể tích góp thêm để tiến lên và gần với ba mẹ hơn. Tiến xa hơn nữa, nếu hai đứa chung một nhà thì mình quản lý kinh tế thế nào và con cái, quan điểm về con cái, con trai con gái ra sao? Chắc là cái đó để cho anh chia sẻ trước đi ạ. Anh thì không quan trọng con trai hay con gái, con nào cũng là con của mình, anh đều thương như nhau. Còn vấn đề mà ví dụ như tài chính thì anh có thể đưa em, ví dụ 10 phần anh có thể đưa em 6 phần, rồi anh giữ 4 phần anh chi tiêu hàng ngày cho, với lại anh cho ba mẹ. Anh biếu chứ sao anh cho ba mẹ. Anh biếu ba mẹ. Thì đối với em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì khi mà mang bầu em, mẹ mang bầu em và Vi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Thì bây giờ cái tức là từ nhỏ là em đã không có cái tình cảm của cha rồi đúng không?
Dạ. Ừ, lúc mà mẹ sanh ra thì như thế nào? Dạ, mẹ sanh ra thì có nghĩa từ trong bụng mẹ thì là ba đã muốn không có em rồi. Thì mẹ sanh ra thì em chưa được đầy tháng thì ba đã bỏ đi. Ba bỏ hai mẹ con? Dạ. Ủa nhưng mà nhà em có mấy người? Dạ, nhà em có chị gái nữa. Là hai chị em? Dạ. Với mẹ, lúc đó ba bỏ đi là coi như ba mẹ con ở với nhau? Dạ. Bởi vì rất nhiều người quan điểm là cần phải có con trai. Dạ. Và phải có con trai. Và từ cái suy nghĩ đó cũng rất là nhiều gia đình bị tan nát. Bây giờ thì quan điểm nó cũng không còn ngày xưa nữa. Dạ. Bây giờ mọi người cũng rất là thoáng trong cái việc sinh con trai, con gái cũng là con của mình mà. Ha? Mình cũng yêu thương và con gái cũng yêu thương mình lại như thế. Không vấn đề gì cả. Đó là quá khứ. Dạ. Cũng chia sẻ với em gái điều đó nha. Thực ra là khi bạn tâm sự ra điều này á, thì cái người chồng á, là cái vai trò của em không phải là chồng không, mà em phải có cái tình cảm của người cha, sự bảo vệ, sự bao dung đối với vợ của mình. Đó là cái điều mà bạn ngầm ý để kể cho em nghe về cái câu chuyện của bạn đó. Em có hiểu không? Dạ em hiểu. Bây giờ đẻ con gái là có vàng trong nhà đó nha. Dạ. Con gái rượu đó, dạ, không có lo nữa. Mình anh thấy rằng hai đứa rất là hợp nhau nha. Dạ. Hợp nhau đến từng cm luôn đó. Mà bởi mình nói chuyện... có gia trưởng phải không? Dạ, anh em có gia trưởng vậy. Thì không có gia trưởng là... được. Không có bắt gì. Giỏi đó. Việc nước đảm việc nhà xong rồi dạ, ăn đúng món mà mình thích đúng không nè? Dạ. Ừ. Linh nghĩ rằng Kim á là một người con trai á, rất là chiều phụ nữ luôn và rất là hiền dịu nhưng mà cũng hơi cọc tính á. Dạ. Có cọc tính không? Dạ không, em không có cọc anh. Ờ đừng có cọc tính nha. Đây là cô gái cũng chịu đựng kiên nhẫn cũng không sao cả. Dạ. Ra hai đứa rất là hợp với nhau đó. Dạ. Rồi, bây giờ thế này nào. Dạ. Mình giao lưu văn nghệ chút xíu đi để mình có thêm nhiều cái cảm xúc để mình quyết định nha. Dạ. Bây giờ Kim có thể bước tới nắm tay Thủy rồi hát tặng Thủy một cái bài nào đó. Dạ. Thủy cũng đáp lại. Dạ. Đó. Tươi quá. Dạ. Mặt tươi rói rói vậy thiệt á. Nắm hai tay luôn Kim. Dạ. Nhìn vào Thủy. À, xin hát một điệp khúc của bài Đúng Người Đúng Thời Điểm. Dạ. Mình giữ nhau thân chặt nhé, nếu đi ta cùng chung, đi chung. Mọi bó không đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh xa lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng về. Cùng rơi em đêm cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng buổi chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Cảm ơn anh ạ. Thì đáp lại đi. Dạ, để đáp lại anh thì em xin tặng mọi người trong trường quay cũng như là các đồng nghiệp đang hoạt động ở ngành y và đang ở tuyến đầu bài hát Cô Gái Ngành Y. Vào ca trường đêm nay, trong đêm khuya lạnh giá, những căn bệnh hiểm nguy, thầy thuốc không ngần ngại, đã có bàn tay em nhẹ nhàng, dịu dàng chăm sóc bệnh nhân. Nắng hồng bừng lên sương tan lặng lẽ, nắng vui chiếu rọi với đàn chim non. Ánh mắt em đây như muốn nói, em đây là cô gái ngành y. Em cô gái ngành y, không ngại chi gian khó, với tấm lòng lương y, thầy thuốc như mẹ hiền. Mãi mãi còn trong tôi, nhẹ nhàng, dịu dàng, cô gái ngành y. Rồi, được rồi, các bạn về vị trí đi. Cưng quá vậy. Chúng ta đã có một trò chuyện rất là thú vị giữa hai bạn. Phải nói là Linh rất là quý luôn, thật sự. Mỗi người có một tính cách rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Nếu mà hai bạn về chung một nhà đó, nghĩ rằng là trong ngôi nhà chỉ có những tiếng cười và sự chia sẻ. Còn vấn đề là con tim các bạn có rung động thật sự hay không? Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Tôi không biết có rung động hay không mà tôi thấy ông Kim mồ hôi của ông thiếu điều bây giờ nè, nó chảy ướt bạn áo. Bạn ấy ra mồ hôi nhiều, bị bệnh ra mồ hôi nhiều. Để tay trái Kim. Thì ngồi xích vô xíu, thì ngồi. Đúng rồi.
Rồi. Con tim mình rung động mạnh thì mình bấm liền. Còn nếu chưa rung động, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định hẹn hò với nhau để tiến xa hơn nữa. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, hãy nắm tay nhau đi. Bấm nút cũng cùng chung một nhịp. Nói chuyện cũng rất là hợp với nhau. Không biết anh nói vậy có đúng không Thủy? Dạ. Kim thấy có hợp không? Dạ hợp với anh. Rất là hợp á. Anh thấy hai đứa rất là dễ thương luôn. Nếu gia đình hai bên á mình hỗ trợ á thì chắc chắn rằng á là hai bạn sẽ tiến xa hơn nữa. Anh cũng cầu chúc là hai bạn sẽ sớm về chung một nhà. Dạ em cảm ơn nữa. Cảm ơn anh ạ. Thôi bây giờ Kim nói gì với gia đình của bạn gái với mọi người đi. Em xin hứa với chị và mấy anh chị đồng nghiệp của bạn em thì em xin hứa sẽ chăm sóc cho Thủy thật tốt và hết sức khả năng của em. Rồi Thủy nói gì với mẹ đi. Dạ con xin phép cô là cho bọn con cơ hội để tìm hiểu. Và vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm nên mong rằng gia đình mình coi con như con ruột và luôn yêu thương đồng bọc con. Hay quá. Rồi, em mẹ nói một câu mà. Đây là cô cũng nói thêm là cô nhà cô không có con gái. Cô rất thích con gái. Mà hôm nay là nếu là con hẹn hò với con của cô thì cô thương con với con gái. Còn về vấn đề làm dâu thì rất là thoáng. Tại vì lúc này là bây giờ hiện đại rồi, mình không còn cái mẹ chồng nàng dâu như hồi xưa nữa đâu. Thành ra là cô rất là thoải mái trong vấn đề này. Thì ra con đừng có lo ngại. Quá dạ. Trời hay luôn rồi. Rồi. Rồi đó. Bây giờ xin phép đặt nụ hôn đầu tiên lên gò má của bạn gái coi nào. Xin phép chị cho em hôn gái. Dễ thương lắm á. Dạ anh nó run quá, anh run cầm cập luôn. Run quá đúng không? Hai đứa đều dễ thương cả. Dạ. Những cái nụ cười rất là tươi. Và mong rằng tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với hai đứa nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Đây, hãy giữ lấy những món quà của ngày gặp mặt. Và đây là những món quà của chương trình trao cho hai bạn. Đây là một cái voucher của thương hiệu robot khi hai bạn đi mua những cái đồ vật dụng làm lạnh làm mát cho gia đình. Dạ. Rồi. Đây là những cái liệu trình là làm đẹp gì đó. Ở đây là công ty của quốc tế Hải Âu Việt. Dạ. Spray perfume. Đây, đây là máy nước nóng Phantom nhập khẩu ở Mã Lai. Dạ. Đó, đúng rồi, em cầm luôn đi. Dạ. Còn đây là máy nước nóng cầm quà cho. Nhập khẩu ở Thái Lan. Dạ. Các bạn sẽ một đổi một nếu mà máy có cái vấn đề gì. Dạ. Tức là được bảo hành một năm, trị giá 7 triệu nha. Dạ. Đây là bó hoa, ôi trời ơi, mỹ phẩm nè, đó cầm đi nè. Nhiều quá. Nhiều quá trời luôn. Rồi giờ sao? Dạ ôm được ạ. Rồi. Dạ. Rồi. Hãy đưa nhau đến những nơi hạnh phúc với các bạn nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ cảm ơn chương trình. Để Thủy đi trước đi Kim. Từ từ thôi.